Rồi, xin chào tất cả các cô chú bác nha. Đó, hôm nay hướng dẫn cho các bác coi cái camera nội soi ha. Đó, HD camera, camera dành cho Android camera nha các bác. Đó. Rồi, khui nó ra ha. Đầu tiên là khui nó ra nha các bác. Đó. Đó, các bác nhận được sẽ là bao gồm này. Một cái đầu chuyển từ tiếp C qua USB 2.0 nè ha. Đó, cái này các bác có thể cắm vô laptop hay gì đó ha. Đó, cái này là cái tiếp C. Cái này là mini tiếp C nha các bác. Đó. Mini nha. Cái nhỏ nó không phải cái tiếp C lớn bây giờ đâu ha. Đó, các bác xài laptop thì các bác phải gắn vô. Họ không xài laptop để gắn trực tiếp vô điện thoại ha. Đó. Ở đây nó có cái bộ mà đi kèm là một cái ống kính soi ngược ha. Nó là soi ngược lên phía đằng sau ha. Đó, và hai cái gắp ha. Một cái để móc đồ này và một cái để nam châm này để hít kim loại, ví dụ như kim hoặc là ốc vít gì đó nhỏ xíu đó ha, mà nó lọt vào những cái kẽ nhỏ đó các bác. Đó. Sau khi các bác nhận được hàng thì các bác sẽ tải cho em cái phần mềm này. Đây, cái phần mềm Iscam này ha. Đây. Iscam này. Đó, các bác vô CH Play. Rồi, CH Play nằm đâu đó. Đây. Đây, phần mềm Xcam. Đó, tải phần mềm Xcam trong CH Play này ha. Rồi các bác mở lên. Đó. Rồi các bác cắm vô. Đó, cắm vô cái là kết nối luôn này ha. Đó. Rồi các bác thích soi ở đâu thì soi ha. Nè, cực rõ luôn này. Đó, cái chữ nó nhỏ xíu là gì đây này ha. Đó. Rồi, thì ở đây nó có đây ha, đây nó có cái nút này, nút này các bác bấm là nó ghi hình này, nó chụp hình này, đó, bấm là chụp hình ha. Còn cái một cái bánh răng ở đây là tăng độ sáng của cái led ở cái đầu của camera ha, để ví dụ như vào mấy cái chỗ tối đó các bác, vào mấy cái chỗ tối ví dụ như chỗ này chẳng hạn này. Coi được tất cả luôn, trong tối trong sáng vậy nè. Có chức năng ghi hình này, đó, ghi hình này, rồi cài đặt này, rồi như là quét cái gì này, như quét mã vạch nữa đây này. Đó. Này coi lại cái hình mới coi mới chụp nữa ha. Này. Rồi rất là tiện dụng ha các bác, này có thể làm camera giấu kín được luôn đó ha. Đây này. Rồi, đó, sử dụng rất dễ dàng nha các bác, rất tiện lợi, dây của nó dài tới 1 mét luôn ha. Đó, tha hồ các bác nội soi gì nội soi ha.